ba năm trước để minh giải thể trò chơi thiên tài mạc bắc điệu thấp ẩn lui ba năm sau nàng nữ cải nam trang mai danh trở về từ bị người phỉ nhổ đến trọng đăng thần đàn đưa tới toàn dân sôi trào anh tuấn mỹ cấm dục phan hâm mộ vô số post không ai không biết ngay từ đầu anh nói với cô an phận một chút không nên có suy nghĩ không an phận sau đó thân phận cô bại lộ anh ngước mắt từ trước bàn chậm rãi đứng lên trong trò chơi kết hôn đã muốn bội tình bạc nghĩa. Hả? Giọng nói gần bên tai, khiến cô chột dạ không hiểu. Nếu không em nói làm sao bây giờ? Anh nghiêng người đặt cô lên bàn, hơi thở tới gần. Đem quan hệ hôn nhân làm thật. Tiểu thuyết máu chốt. Edpod đại thần thầm mến ta không đạn cửa sổ. Edpod đại thần thầm mến ta txt toàn tập đao loa. Edpod đại thần thầm mến ta chương mới nhất. Chương 1 ngày xưa thiên tài trở về bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương một ngày xưa thiên tài trở về những chuyện kia không phải ta làm ta chỉ là muốn hảo hảo đánh trận đấu lúc mạc bắt đi tới nhìn thấy chính là bộ dáng anh trai cô đè thấp mình muốn tranh thủ nhưng bên kia điện thoại hiển nhiên không muốn cho hắn cơ hội này thậm chí còn đổi một người tiếp mạc nam cậu vẫn ngây thơ như vậy những chuyện kia có phải cậu làm hay không quan trọng sao coi như là tôi cho người hãm hại cậu thì thế nào? Hiện tại tay cậu bị thương cùng phế vật có cái gì khác nhau, không cần làm khó quản lý nữa, coi như quản lý giúp cậu nói chuyện, những đội viên khác cũng sẽ không đồng ý cậu trở về kéo thấp trình độ của chúng tôi. Bốp. Tiếng cúp máy trong trẻo khiến ngón tay Mạc Nam cứng đờ. Rất hiển nhiên, câu lạc bộ bởi vì hắn không còn giá trị lợi dụng, đã đưa ra quyết định vứt bỏ hắn. Không cam lòng, hắn thật sự rất không cam lòng ca. Một đạo thanh âm hơi lạnh như băng từ bên tai vang lên. Mạc Nam quay đầu lại, thấy được mùi mùi, đang định thu hồi một thân chật vật của mình. Chợt nghe Mạc Bắc lại nói. Trận đấu kế tiếp, tôi thay cậu đánh. Cái gì? Mạc Nam bị chấn động, đôi mắt lóe sáng. Mạc Bắc chép túi quần, cười khẽ. Sao, cậu không tin trình độ của tôi? Ta làm sao có thể không tin trình độ của ngươi? Mạc Nam nỉ non. Nhưng, Mạc Bắc không chút để ý nhắc lời cậu. Hai chúng ta giống nhau, người trong cái vòng luẩn quẩn kia chưa từng gặp qua tôi, tôi ngụy trang thành cậu, cũng không ai hoài nghi. Quả thật như thế, trừ hắn ra, không ai biết, bí mật kia. Ba năm trước, thịnh hành vinh quang A Khu, làm cho vô số người chơi truy phủng, nhưng tại thời điểm phong quan nhất ẩn lui quốc phục đệ nhất, giới tính là nữ nếu như là nàng tái xuất mà nói, ngay cả Mona cũng không tưởng tượng được, sẽ tạo thành dạng gì oanh động. Ngươi thật sự muốn đi. Đương nhiên. Mạc Bắc vừa nói, vừa cầm lấy kéo, vuốt mái tóc dài của mình, động tác đẹp trai khiến người ta dừng lại, lúc nghiêng đầu sang, mái tóc ngắn màu đen lộn xộn mang theo tia sáng mơ hồ. Tôi phải nói cho những người đó biết, anh tôi không phải ai muốn khi dễ, là có thể khi dễ. Một tháng sau nhà ga đường sắt cao tốc bởi vì là ngày nghỉ người trên sân ga đặc biệt nhiều ở chính giữa thiếu niên thân hình thanh tuyển lại vô cùng bắt mắt thân thể ngây ngô mặc áo khoác âu phục màu sậm không che giấu dao cho vẻ đẹp trai kinh tâm động phách kia đã có không ít nữ hài tử ở hướng bên này nhìn thiếu niên cười yếu ớt đưa tới một mảnh ửng đỏ tiểu trợ lý uông đông đông đến đón người sau khi nhìn thấy cảnh này không khỏi ngẩn người dù sao hắn làm sao cũng không có cách nào đem thiếu niên ưu nhã trước mắt này liên hệ với thiếu niên phi chủ lưu vừa thua trận đấu liền đập bàn phím lúc trước người này rốt cuộc là làm sao vậy sẽ không phải là quỷ nhập thân chứ trước khi đến mạc bắt từng thấy ảnh của uông đông đông theo ý anh trai cô trợ lý là người duy nhất anh tín nhiệm nếu là như vậy vậy trước hết từ hắn xuống tay nhìn xem hắn có thể hay không phân biệt được thân phận của nàng đến đông đông Mạc Bắc mỉm cười đi tới. Uông Đông Đông lại bị mèo cắn lưỡi. Cậu nhường, nhuộm tóc. Hắn nói, như thế nào luôn cảm thấy không giống nhau. Thì ra là nhuộm tóc. Nhất định là bởi vì như vậy, hắn mới có thể sinh ra ảo giác đối phương trở nên ưu nhã. Ừ, nhuộm. Mạc Bắc nhớ tới mái tóc vàng chói mắt của anh cô, cười cười. Sao vậy? Khó coi. Không đợi Uông Đông Đông trả lời, hai người đột nhiên gặp hạng lưu, từng trận từng trận thét chói tai không có báo trước vang lên. A a a, ca thần, ca thần tôi yêu nhất. Hết chương này. Chương 2 Lần đầu gặp thể thao điện tử nam thần. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 2 Lần đầu gặp esports nam thần trong biển người tấp nập, khắp nơi đều là dơ cao áp phích, các fan nhiệt tình như là lửa, đốt một mảnh hỗn độn. Mạc bắt cúi đầu, nhìn tấm áp phích tiếp viện bị chủ nhân đánh rơi dưới chân phía trước là ca thần phía sau là ta thích ngươi theo bản năng mạc bắt không lưng nhặt lên uông đông đông lại ở bên cạnh như là giật mình hiểu được cái gì vô cùng đau đớn nam thần ta còn tưởng rằng ngươi thay đổi không nghĩ tới ngươi làm là loại này tính toán ngươi có phải hay không biết ca thần tại phỏng vấn thời điểm nói qua thích sạch sẽ một chút người cho nên ngươi mới có thể đem tóc nhuộm trở về màu đen tâm cơ ngươi quá tâm cơ. Mạc Bắc há miệng, cô muốn nói tóc cô vẫn luôn có màu này, nhưng nhớ tới hiện tại cô đang sắm vai anh trai, chỉ có thể nhếch khóe miệng, có chút bất đắc dĩ. Uông Đông Đông vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi cũng đừng nghĩ ở chỗ này cùng ca thần ngẫu nhiên gặp được, đi, chúng ta bây giờ đi. Mạc Bắc buồn cười. Cậu khoa trương quá đi. Ngươi đã quên ngươi lần trước là như thế nào ông đùi người, muốn hướng người thổ lộ đi. Uông đông đông tựa như một cái đi lại biểu tình. Ta khoa trương. Ta lúc ấy khoa trương nhất chính là không có đi ngăn cản ngươi. Mạc bắt dừng một chút, lời nói đến bên miệng bị nghẹn trở lại, cô. Ông đùi người, thổ lộ. Mau, chúng ta đi mau. Uông đông đông còn đang thúc giục, hắn sợ phi chủ lưu vừa thấy ca thần, liền đi không nổi. Mạc bắt cũng không giải thích nhiều, mơ hồ có thể nhìn thấy đám người đuổi theo đội phục đen đỏ đang xen là thành viên mới lập tức đi đưa tin, trong vali của cô có một bộ đồng phục đội giống nhau như đúc. Thật đúng là có duyên phận. Mạc bắt nhất môi lên một cái, liền muốn đi đến cửa ra vào ít người nhất, lại không nghĩ tới cô vừa quay người lại liền đụng phải thứ gì đó. Một màn này phát sinh quá đột ngột, nằm nhân chân dài lui về phía sau, vẫn không tránh thoát. Ca thần Trợ lý đi theo phía sau nam nhân muốn kéo thiếu gia nhà mình ra, nhưng đã không còn kịp rồi hai người kia đã đụng vào nhau, hơn nữa còn là một loại tư thế vô cùng mập mờ. Chớp mũi cọ qua, mặt bắt còn chưa kịp cảm thấy đau, mùi thuốc lá chanh trộn lẫn đã tràn vào. Đối phương đang nhìn nàng, mi tâm nhăn lại, sống lưng bởi vì uống lượng mà hơi cong lên, đội phục bởi vì nàng cọ kéo, hơi trượt xuống một chút, lộ ra xương quai xanh gợi cảm bên trong, trong nháy mắt kinh hồn, là màu da trắng lạnh nửa trong suốt, giống như ngọc sứ thượng hạng, thanh quý cấm dục. Lúc này, Mạc Bắc mới ý thức được hình như cô đang ở trong lòng đối phương. Trên mặt dính hơi ấm trong ngực người đàn ông, khiến Mạc Bắc phát mộng, tứ chi cũng dừng lại. Có lẽ là dựa quá gần, khi Mạc Bắc ngước mắt lên, dường như ngay cả hơi thở của người nọ cũng có thể chạm vào. Cũng may trên mặt đối phương đeo khẩu trang, màu sắc thuần đen, che khuất nhan sắc, chỉ lộ ra một đôi mắt triền miên lưu luyến, hết lần này tới lần khác thấm lạnh, đạm mạc làm cho người ta rét run. Cô ấy biết người này mặc dù trên mặt hắn còn đeo khẩu trang màu đen, nhưng cảm giác không sai. Mạc Bắc đến nay vẫn còn nhớ rõ, một năm trước, hình ảnh mình nhìn thấy trên màn hình. Một bóng người ở phía sau không có bất kỳ đồng đội nào trợ giúp, một đường dết tới huyết trì đối phương, lấy một chọi năm, tuyệt địa phản kích, tháo xuống tổng quán quân. Từ đó về sau, Mạc Bắc liền nhớ kỹ cái kia trò chơi ID, Kiên. Hết chương này. Chương 3 hai đời nam thần chăm mang tương đối. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 3 Hai đời nam thần chăm mang tương đối quốc phục đệ nhất đã giả, tuyển thủ nổi tiếng nhất. Một khuôn mặt có thể so với ngôi sao nổi tiếng, rất nhiều nhà đầu tư đều muốn tìm anh quay quảng cáo. Bất đắc dĩ, thần cách quá cao, bối cảnh gia đình quá sâu, thế cho nên một ít truyền thông cũng không dám tùy tiện đưa tin. Đương nhiên, đối phương cũng không biết nàng. Người đến người đi, mặt bắt vẫn chưa động đậy. Uông Đông Đông đã đưa tay đặt lên trán mình, xong rồi, vô luận là hắn hay là phi chủ lưu, đều xong rồi. Hắn hiện tại phi thường hoài nghi, có phải hay không bị nhà mình phi chủ lưu sáo lộ rồi, biết ca thần hôm nay hội tại, mới có thể tuyển tại điểm này trở về. Càng nghĩ càng có khả năng. Uông Đông Đông muốn khóc. Dù sao tất cả mọi người không mù, coi như là không chủ lưu đem tóc nhuộm, khuôn mặt kia cũng không có thay đổi quả nhiên trợ lý của đối phương sau khi nhìn thấy tướng mạo mạc bắc trực tiếp bộc phát anh anh lại là anh anh thật đúng là hết hy vọng không thay đổi lần trước trà trộn vào hậu trường lần này giả làm phan hắn thật không ngờ nam nhân hoa si cũng dọa người như vậy mạc nam này nổi tiếng trong giới thích cò nhiệt độ người khác chuyện lần trước đã làm cho người ta mất hứng hắn làm sao còn dám tới bên này, Mạc Bắc lại nhíu mày. Giả làm phan. Tà kháo, ngươi còn muốn phủ nhận, ngươi nhìn xem chính mình trong tay đồ vật. Trợ lý muốn điên, phải biết rằng thiếu gia ghét nhất chính là những này loan nam. Mạc Bắc cúi đầu, nhìn theo ánh mắt của trợ lý, trên hành lý của cô còn đặt tấm áp phích kia, đây. Đúng là một hiểu lầm hoàn mỹ. Tôi có thể giải thích. Anh không muốn nghe. Người đàn ông mở miệng, ánh mắt lười biến tựa như một luồng sương sớm còn chưa tản đi, cách khẩu trang màu đen cũng có thể nghe ra sự mất kiên nhẫn trong giọng nói kia, đại khái là bởi vì bị cảm, cảm xúc cũng không khống chế được, có chút lệ khí mơ hồ. Buông tay, sau đó cút. Lăng. Sau khi nghe câu này, mạc bắt nghiêng đầu một chút, nở nụ cười rất chậm, sau đó giơ tay lên, tấm áp phích bị ném thẳng vào thùng đen bên cạnh. Dứt khoát, lưu loát. Tiếp theo, Cô nhét tay vào túi quần, thờ ơ nghiêng đầu. Quả thật không cần nghe, dù sao tôi cũng chỉ nhặt rác muốn vứt. Bốn mắt nhìn nhau, khí tràn hai người va chạm lại chẳng phân biệt được cao thấp. Nhất thời, vô luận là trợ lý của đối phương hay là Ung Đông Đông, miệng đều há to, hai tròng mắt đều đang lay động. Hắn, bọn họ vừa nhìn thấy cái gì? Tên Loan Nam này, nhà mình không phải chủ lưu, lại đem áp phích ca thần ném vào trong thùng rác. Thêm vào đó, nó giống như một quả bom được thả xuống mặt đất. Nhưng người ném bom lại giống như không có việc gì, tay cầm vali, thờ ơ đông đông, đi thôi. A, à, a, à, phải. Uông đông đông giống như du hồn đuổi theo, luôn cảm thấy thế giới này có chút không chân thật. Bên kia, trợ lý đã tức điên lên. Tên loan nam này, hắn cho rằng hắn là ai, lúc trước muốn ba thượng thiếu gia ngài như vậy. Đủ rồi giọng mũi nam nhân còn có chút trầm xuống, giọng nói lại nhạt, dáng người cao ngất đi về phía bên kia, hai chân thon dài giống như giá áo đi lại, cho dù là trong hoàn cảnh cãi nhau, cũng khó nén một thân quan diệu thanh quý rạng rỡ sinh huy. Thang máy sát nhập, anh không nói gì nữa, chỉ ngước mắt lên, đôi mắt thâm thúy như đêm nhìn về phía mặt bắc trời đi, đuôi lông mày hơi nhướng lên. Trợ lý biết ca thần nhà mình tâm tình không tốt, cũng không dám nói tiếp nữa. Chỉ là mạc nam kia, thủ đoạn thật sự là càng ngày càng cao, vừa rồi kia tính là cái gì, dục tình cố túng sao? Hết chương này. Chương 4 thứ 4 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4 người có cùng suy đoán, còn có uông đông đông. Hắn mở quy quy của mình, càng nghĩ càng không thích hợp, quay đầu đi, bắt đầu tận tình khuyên bảo. Ta biết ngươi bởi vì thích ca thần, chiêu số gì cũng định dùng tới, nhưng ngươi cũng phải suy nghĩ một chút, ca thần là người thông minh cỡ nào, sẽ không nhìn ra ngươi vừa rồi đó là dục tình cố túng sao? Mạc bắt vốn đang một tay chống cầm, quan sát phong cảnh ngoài cửa sổ xe, sau khi nghe được câu này, ngón tay gõ vào sườn mặt mình một cái. Tôi. Rõ ràng là động tác hết sức bình thường, do thiếu niên làm ra, lại thanh quý nhập cốt. Quân đông đông ngay ra một chút, cái phi chủ lưu này thật sự có chút không giống. Nhưng rốt cuộc là chỗ nào không giống, hắn lại nói không nên lời. Chỉ cảm giác cả người người này đều tản ra khí chất làm cho người ta thoải mái. Thoải mái? Làm sao có thể? Nhất định là hôm nay hắn dậy quá sớm, mất đi phán đoán cơ bản nhất. Phi chủ Lưu không gây chuyện cho hắn đã cảm ơn trời đất rồi. Uông Đông Đông lắc đầu, sau khi vứt bỏ ảo giác, nghiêm túc mở miệng. Không phải dục tình cố cho dù là cái gì ném tấm áp phích trước mặt thần ca, chính là muốn thần ca đối xử với cậu khác đi, cậu không cần phải nói, tôi cũng hiểu. Mạc Bắc Những gì cậu biết đều là não bổ của cậu. Bất quá thật sự, nam thần, ngươi muốn dừng ở đây, ngươi lại chọc chút chuyện gì đi ra, công ty nhất định sẽ khai trừ ta, coi như ta cầu ngươi, coi như ngươi thích ca thần, cũng để ở trong lòng vụng trộm thích được không? Giọng Mạc Bắc rất chậm. Hình như em hiểu lầm rồi, anh không thích anh ấy. Uông đông đông ha hả hai tiếng. Không thích. Cậu cho rằng tất cả mọi người đều mù. Cậu quên trước đây cậu đã làm chuyện gì sao? Mạc bắt nhướng mày, không chút hoang mang. Vậy cậu nói xem tôi đã làm chuyện gì? Thật vất vả mới có cơ hội chăm chọc. Uông đông đông đến từ đầu đến cuối, lẻn vào hậu trường, tác phong phóng đảng, cọ sát nhiệt độ vân vân. Nói xong, uông đông đông hổ giận giữ dừng xe anh còn gì để nói? Không có. Quả thật không có, Mạc bắt nghiêng mắt, những người đó thật đúng là lời hại chém tận giết tuyệt. Cho nên mới nói, rụt rè một chút, đừng chọc giận thần ca nữa. Uông Đông Đông nói nhiều, xuống xe đến tòa nhà còn đang nói. Mạc bắt cơ bản cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra, thẳng nhiên nhướng mắt. Được. Uông Đông Đông không hiểu sao lại bị một chữ tốt như vậy làm cho nghẹn họng, phi chủ lưu từ khi nào trở nên nghe lời như vậy. Hắn trước kia nói cái gì, đối phương đều sẽ làm như không nghe thấy, hoàn toàn sẽ không đem lời khuyên của hắn đặt ở trong lỗ tai. Hôm nay, có chuyện gì vậy? Uông đông đông huyền huyển một ngày, đã có chút đầu nặng chân nhẹ, sau khi nhìn thân ảnh thon dại kia đi vào trường học, mới ý thức được một vấn đề, không phải chủ lưu cư nhiên không có kiếm cớ trốn học. Kỳ tích, đây quả thực chính là kỳ tích bản thân mạc bắt lại cảm thấy không có gì là một học sinh trung học đương nhiên phải tới trường báo cáo trước chỉ có điều khi cô mặc âu phục áo khoác cầm cặp sách xuất hiện ở cửa phòng học thanh âm vốn náo nhiệt lập tức dừng lại tính cách mạc bắt vốn lạnh nhạt chính là mỹ thiếu niên băng sơn mà nữ sinh thích nhất hơn nữa cô mặc âu phục hơi mang ra hơi thở cấm dục trong nháy mắt đó duy nhất làm cho người ta cảm giác được chính là kinh diễm đây là ai, đẹp trai quá. Giáo viên mới. Có giáo viên như vậy, mẹ sẽ không bao giờ phải lo lắng về điểm số cao của con nữa. Chờ một chút, không phải lão sư A, các ngươi xem hắn ngồi vị trí kia. Mạc, Mạc Nam. Điều này sao có thể? Hết chương này. Chương 5. Người xưng Nam Ca đẹp trai lên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 5 nhân xưng nam ca đẹp trai lên cả lớp con mắt đều mở to tự hồ căn bản không có cách nào cùng băng sơn vương tử trước mắt cùng cái kia hỏa khí ngút trời mạc nam liên hệ với nhau thật vất vả một tên tóc vàng trong đó mới tìm lại được giọng nói của mình nam nam ca hả mạc bắt biết tên tóc vàng này bạn cùng lớp của anh cô triệu kiện kiện nam ca ngươi như thế nào biến thành cái dạng này ngươi cái dạng này chúng ta còn thế nào đi đối diện nhất trung thu những kia tốt các học sinh bảo hộ phí? Mạc Bắc đã đếm không rõ mình thở dài lần thứ mấy, anh cô rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện mà cô không biết. Nam ca, ngươi đừng tổng thở dài, ta biết rõ ngươi bởi vì tranh tài sự tình tâm tình không tốt, nhưng chúng ta nhưng là cùng đối diện nhất trung hẹn nhau, tự hôm nay chạng vàng sau sân thể dục, ngươi nếu không đi thay bộ quần áo đi, cứ vớt một chút hình tượng. Mạc Bắc đặt cặp sách xuống, giọng nói thản nhiên. Đi học đàng hoàng trước đã. Được rồi, được rồi, lên lớp. Triệu kiện kiện thật sự là cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới, bốn chữ này sẽ từ trong miệng đại vương Nam Ca trốn học nói ra. Họ thường làm gì trong giờ học? Sau lưng giáo viên ở dưới bàn học dùng điện thoại di động chơi game A, hoặc là trêu chọc em gái lớp ngoài. Khi nào thì đi học đàng hoàng? Triệu kiện kiện không tin tà, hẹn hò chuyện quan trọng như vậy không thương lượng một chút hoàn toàn không phù hợp với thiết lập của anh nam dứt khoát lấy điện thoại ra nhắn tin cho nhóm nhỏ anh nam có ở đó không ban bốn danh viện ngươi gọi nam ca làm gì chó săn lớp ba chắc hết thuốc rồi muốn hút thuốc lớp năm tóc vàng hẹn đi chuyện nghiêm túc đừng xen vào ban bốn danh viện kia đúng là chuyện đứng đắn, Nam ca, mau ra đây. Điện thoại di động trong bàn vẫn luôn rung, động tác như vậy khiến mạc bắt ánh mắt lạnh nhạt. Triệu kiện kiện dùng ánh mắt ý bảo đối phương xem điện thoại di động. Không nghĩ tới anh Nam quả thật lấy điện thoại di động ra, nhưng một giây sau. Triệu kiện kiện chỉ nhận được một thông báo uy chát. Lão đại Nam ca của ngươi đã rút lui. Cái này mẹ nó liền xấu hổ vậy hôm nay rốt cuộc còn hẹn hay không? Rất hiển nhiên, có hẹn hay không cũng không phải do một mình Mạc bắt định đoạt. Khi cô sách cặp sách, muốn đi giải quyết vấn đề chỗ ở một chút. Một đám người ở ngoài sân thể dục, nhìn thấy nàng đầu tiên còn không có nhận ra, lại nhìn lần thứ hai, khói đều rơi xuống, đưa tay đem người ngăn lại. Nhìn xem đây là ai, tuyển thủ chuyên nghiệp của chúng ta mạc đại thiếu gia, đáng tiếc, hiện tại thành phế vật một cái. Sao còn nhuộm tóc đen, cầm cặp sách lên, đây là chuẩn bị làm người một lần nữa. Cậu bé mặc đồng phục học sinh không lưng, ánh mắt đều chán ghét. Loại người đi học cặn bã như các cậu, nên thối nát đến cùng, còn vọng tưởng gặp thần ca, a à, cần chút mặt mũi. Nghe vậy, ánh mắt mạc bắt thoáng nâng lên. triệu kiện kiện nhìn từ xa, lúc ý thức được sự tình không đúng, lập tức chạy tới, đè thấp giọng khuyên nhủ anh nam tính tình nóng nảy. Đừng xúc động, chúng ta ít người, đánh nhau không có lời. Hai chọi mười, đây chính là tiết tấu bị đoạn diệt trong trò chơi. Huống chi nam ca hắn chính là bề ngoài nhìn qua còn được, đánh nhau hoàn toàn là hổ giấy. Ừ, phải nghĩ ra một chiến lược nhanh chóng chạy trốn mới được. Triệu kiện kiện liếc mắt, muốn nháy mắt với anh nam. Nhưng không đợi hắn chớp mắt, chợt nghe bên tai đột nhiên vang lên một tiếng gió. Là nhất trung bên kia giơ gậy bóng chạy lên. Chết chắc rồi, lần này hắn và Nam Ca đều chết chắc rồi. Ngay khi Triệu Kiện Kiện che đầu, chuẩn bị lăn lộn tại chỗ. Bùng một tiếng. Sách mới tuyên bố quá đột ngột, là muốn vụng trộm càng hai chương, đợi đến ngày 14 lại càng, phát sách sau liền phát hiện sách mới quét ngang ba cái bản xếp hạng, cảm ơn các bạn gái, ngày mai có cái khen thưởng công ích hoạt động, nhớ rõ lĩnh tiền lì xì si cùng lại đây khen thưởng phá kỷ lục, lúc này đây chúng ta lưu lại chút đồ vật, bổ sung, giáo thảo, tiếc núi còn có, ngủ ngon, yêu các ngươi. Hết chương này. Chương 6 Bắc ca đánh thành danh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 6 Bắc ca, một tá thành danh mạc bắt vốn đang đứng tại chỗ, một bên chân dài, đầu tiên là đá ngã người gần nhất. Tiếp theo, ném cặp sách về phía trước, mang theo tiếng gió thẳng tắp ném lên mặt một người khác. Cậu bé bên cạnh thấy thế liền muốn giơ gậy, không ngờ cặp sách trên tay thiếu niên lại còn có thể trở về bất quá là một tay mang theo dây đeo cặp sách cảm giác dội lại mãnh liệt đánh cho đầu cậu choáng váng nửa ngày triệu kiện kiện đã nhìn đến choáng váng họ không bị tiêu diệt bởi trung đoàn ngược lại là đối phương hình như bị đánh có chút thảm bất quá hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn người đánh nhau xinh đẹp như vậy lúc anh nam còn đang đánh nhau kéo cổ áo âu phục của mình một chút nghiêng người sang chỗ khác lại là một cước đẹp trai hoàn toàn không cho đối phương chút đường sống đánh trả còn chưa tính còn không có nửa điểm muốn đổ mồ hôi ý tứ sau khi đánh xong nửa nghiêng người đưa tay vỗ vỗ đất trên cặp sách khí chất thanh quý đứng ở đó sương mặt góc cạnh rõ ràng giống như họa báo đi lại thật sự không giống như là học sinh hư vừa mới đánh nhau càng cùng hắn hỏa bạo như sắm trước kia hoàn toàn bất đồng quan trọng nhất là nam ca thế nhưng nghiêng đầu đi thanh âm khó được nhẹ nhàng hỏi một câu không sao chứ triệu kiện kiện vừa định mở miệng chợt nghe một tiếng sữa nhỏ truyền tới còn có chút ý tứ ho khan tiểu ca ca em không sao này 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 câu không sao chứ dĩ nhiên không phải nam ca nói với hắn âm thanh sữa nhỏ như vậy ở trên sân thể dục quả thực khiến người ta chú ý. Rốt cuộc. Ai mẹ nó đến hẹn hò còn mang theo một đứa bé. Dù sao triệu kiện kiện cũng dừng động tác, vẻ mặt khó hình dung nhìn xuống đất. Chính xác. Là dưới lòng đất, giọng sữa nhỏ quá nhỏ, mặc quần yếm nhỏ, áo lông màu đen, còn đeo khẩu trang, đôi giày kia hắn nhận ra, một chiếc giày đủ sinh hoạt phí một tháng của hắn. Có năm tuổi không? Em trai. Khoe của như vậy, thật quá đáng a à. trường nhất trung những người kia còn không phục ở đó là hét có bản lĩnh ngươi chờ cho ta mona tiếng la hét này không sao tiểu nãi âm trực tiếp đưa tay ôm lấy chân dại, nam ca của hắn một chút vị trí cũng không để lại cho hắn mạc bắt cúi đầu nhìn cậu bé xa lạ trước mắt vươn tay ra sờ sờ cái đầu mềm mại của đối phương giọng nói vẫn nhạt nhẽo đừng sợ từ giọng nói nhỏ nhắn mở to đôi mắt, lông mi dài quá mức. Mạc bắt hơi ngẩng đầu lên, nhặt cây gậy bóng chày trên mặt đất lên, âu phục thẳng tắp, cắm dục mười phần nhìn về phía đám người kia. Còn muốn đánh. Khí tràng mạnh mẽ nhất thời làm cho không khí ngưng tụ. Người của trường nhất trung vừa lùi về phía sau, vừa nhảy cao, tình cảnh vô cùng khôi hài. Chúng tôi sẽ nhẫn nhìn ngày hôm nay của cậu dùng chạy trối chết để hình dung người của nhất trung một chút cũng không quá phận chủ yếu là mạc nam này làm sao đột nhiên có thể đánh như vậy sau khi sân trống mạc bắt cầm cặp sách một lần nữa nhìn về phía cậu bé đang ôm đôi chân dài của cô cậu bé cũng đang nhìn cô đôi mắt rất đẹp luôn làm cho người ta có một loại cảm giác quen thuộc vi diệu triệu kiện kiện làm một cái người đứng xem nhịn không được hỏi nam ca cái này tiểu phú oa ngươi nhận thức nam ca hắn sẽ không phải ở bên ngoài sinh con ai cũng không có nói đi như vậy cũng không giống a à. mạc bắt lại một lần nữa cúi đầu cô cũng vừa mới chú ý tới có một cậu bé như vậy ở đây mới quăng cặp sách ra ngoài nếu không gậy bóng chày xuống chỉ sợ sẽ làm tổn thương anh vậy làm sao bây giờ trường học không cho nuôi con cho bạn gái các cậu khoe của như vậy thật quá đáng Hết chương này. Chương 7 Cái này manh bảo nhà ai? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 7 này manh bảo nhà ai? Triệu Kiện Kiện là một người thô lỗ, thật sự chưa từng tiếp xúc với đứa nhỏ như vậy. Mạc Bắc không nói gì, đầu tiên là bước chân. Giọng sữa nhỏ không buông tay, đi theo cô, còn cách khẩu trang nhỏ màu đen ho khang một tiếng. Mạc Bắc dứt khoát nghiêng đầu. Em đi đâu, anh đưa em về. Ánh mắt tiểu âm sáng lên, thanh âm từ trong khẩu trang truyền ra. Tiểu ca ca, em muốn đi đối diện. Đối diện. Chết tiệt. Trường nhất trung. Triệu kiện kiện như là gặp quỷ đồng dạng. Tiểu huynh đệ, nói thật, ngươi cảm thấy để cho ta nằm ca mang ngươi đi nhất trung thích hợp sao? Huống chi thanh danh, nam ca, của hắn ở trường nhất trung thật sự là một lời khó nói hết. Sau khi đi, sẽ bị đánh chết giọng nói nhỏ nhắn nghe vậy, nửa cúi xuống. Nhưng anh trai em ở đó, em tới tìm anh trai. Mạc bắt trên tay còn cầm cặp sách, nhìn thoáng qua nhất trung cách một con đường, vẻ mặt rất nhạt. Triệu kiện kiện còn cái kia lắc đầu. Không được, ta nằm ca không thể đi, tiểu huynh đệ, ngươi là mới tới, đại khái không hiểu, chúng ta nhị trung cùng nhất trung, từ trước đến nay đều là ngươi chết ta vong tồn tại, coi như muốn đi cũng phải gọi hơn mười nhân tài đi thôi hai chữ mạc bắt thờ ơ khiến triệu kiện kiện dừng lại sau đó quay đầu nhìn về phía anh nam ca chỉ thấy người giống như hoàng tử băng sơn kia một tay cầm dây đeo cặp sách một tay dắt giọng nói nhỏ bước chân dài liền đi tới đối diện không phải nam ca cho dù người muốn đi cũng đeo cái khẩu trang bảo đảm thân thể an toàn a à. triệu kiện kiện ở phía sau hô mạc bắt ngay cả đầu cũng không quay lại tiểu nãi âm ngược lại nhìn hắn một cái nói một tiếng bạch công khi băng qua đường mạc bắt thuận miệng hỏi một câu sao cậu lại chạy đến sân thể dục giọng nói nhỏ nghe vậy hồi phục còn có chút buồn bực lúc tài xế gọi điện thoại cho anh trai nghe được có người hẹn anh ấy đến sân thể dục đánh nhau tôi liền cho rằng anh ấy ở chỗ này kết quả người không tìm được tôi còn đi lạc để cho anh trai biết lại muốn nói anh ngốc anh trai em không ở trong nhóm vừa rồi giọng mạc bắt rất nhạt giọng nói nhỏ nhắn lại vào lúc này bày ra ngạo kiều của hắn những người đó lớn lên xấu xí đánh nhau còn không kiêng dè tiểu hài tử làm sao có thể có ca ca của ta tiểu ca ca ta nói cho ngươi biết ca ca của ta lớn lên rất đẹp trai thường xuyên dùng khuôn mặt kia của hắn mê hoặc phan nếu là người khác khẳng định hỏi bạn một câu anh trai cậu làm nghề gì sao có thể có phan nhưng mạc bắc từ nhỏ tính cách chính là không thích nghe ngóng chuyện của người khác trời sinh tính tình đạm mạc rồi lại mang theo ôn nhuận thế gia công tử giống nhau đưa ngươi đến nơi này có thể sao cửa một trung tá trước mắt bao người mạc bắc cứ như vậy một tay cầm cặp sách thân dài đứng như ngọc bóng lưng cao ngất như ngọc không cần cố ý đi xem cơ hồ dùng dư quan đều có thể nhìn thấy ánh mắt chán ghét của các học sinh trường nhất trung nhất là một ít nam hài tử, càng là sau khi nhìn thấy mặt bắc, tràn ngập nồng đậm không thân thiện, tự như đang chờ thời cơ mà động thủ, tùy thời đều chuẩn bị động thủ. Xa xa, triệu kiện kiện không biết từ nơi nào tìm được một cái khăn quàng cổ màu hồng nhạt, sau khi quấn ở trên mặt, bám tường nhìn thoáng qua bên này, tiếp theo rụt về, cúi đầu ấn điện thoại di động. Lớp 5 tóc vàng. Các anh em, có ở đó không? Có ở đó không? Xong rồi, năm ca hôm nay đầu óc nhất định là hỏng mất, hắn hiện tại đang nghênh ngang đứng ở nhất trung cửa, muốn đánh chết hắn ánh mắt càng ngày càng nhiều, ta là nên chạy hay là nên chạy đây? Hết chương này. Chương 8 Các loại gặp ca ca ta lại đi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 8 Chờ gặp anh trai ta lại đi. ban bốn danh viện. Chờ, không thể bỏ lại Nam ca, ta hóa trang xong lập tức chạy vội tới. Triệu kiện kiện vừa thấy câu trả lời này liền không đáng tin, Megapixel, cậu là nam trang điểm. Quên đi, hắn đeo khăn quàng cổ mẹ nó như vậy, hẳn là sẽ không bị nhận ra, triệu kiện kiện vừa mới đi qua, liền dừng lại. Bởi vì ngay tại hắn, nam ca, bên tay trái, hì hì nháo đi tới ba người. Ba người kia mặt cũng không phải nhất trung đồng phục học sinh, mà là màu sắc thuần trắng đội phục, hình như là mới từ bên ngoài trở về. Sau khi nhìn thấy mặt bắt, trên mặt hiện lên vẻ chăm chọc trong mắt triệu kiện kiện hiện lên một tia hoảng loạn là bọn trần du trần du cái kia dùng thủ đoạn thay thế ca của nàng trở thành trước chiến đội đánh giả ngoại người mới kỹ thuật trên người anh đều là anh trai cô dạy lúc anh không được anh trai cô mở truyền hình trực tiếp giúp anh tăng phan để cho mọi người ủng hộ chiến đội bọn họ nhiều hơn người mới trần du nhưng người này lại liên hợp với câu lạc bộ cùng nhau bày biện cho anh trai cô mạc bắt ngước mắt khóe mắt xẹt qua một tia sáng đưa mắt nhìn người đứng ở giữa trần du rất đắc ý dù sao bây giờ là hắn lớn nhất ta nói mạc nam ngươi có phải hay không đi nhầm địa phương ai cho ngươi dũng khí đến trung học chẳng lẽ là tới cầu trần ca mở một mặt lưới với ngươi đội trưởng trần đang nói chuyện với cậu sao cậu không để ý tới cậu một tiếng có người đưa tay là muốn đẩy mạc bắt vào trong góc nhưng người nọ cũng không nghĩ tới cổ tay của hắn sẽ bị đối phương nắm lấy thời điểm cảm giác đau đớn truyền đến hắn vậy mà dãy không thoát chơi game quan trọng nhất chính là đôi tay này mạc bắt bắt quay mặt đi cười bên tai người nọ cậu cần phải quý trọng nó mặt người nọ đau đến trắng bệch người luôn tùy ý bọn họ nói lung tung này lại dám đánh trả cậu chờ đó cho tôi sau này cậu đừng hòng lăn lộn trong toát nữa. Mạc bắt buông tay, một tay cầm cặp sách, một tay nhét vào túi quần. Tôi chờ. Âm cuối không chút để ý, rõ ràng là không có đem phần uy hiếp này để ở trong lòng, làm cho mặt người kia xanh mét. Cô lại tự mình mang theo tiếng sữa nhỏ ông chân dài của cô vào trường học. Mạc Nam. Người nọ dương nanh múa vuốt muốn xông vào. Trần Du đưa tay chặn hắn, nhìn bóng lưng kia, nheo mắt lại một tên phế vật bị thương tay mặc kệ hắn làm gì huống chi câu lạc bộ bên kia đã phát thanh minh hắn đã sớm bị đuổi việc dù lăn qua lăn lại thế nào nhiều nhất cũng chỉ là bồi cười người nọ giống như bình tĩnh một chút nhưng thái độ của tên kia hiển nhiên là không để đội trưởng trần vào mắt có phải hắn còn có ý gì không trần du nở nụ cười có chút lạnh lùng hắn có ý kiến chiến đội cũng sẽ không cần hắn nữa nói cũng đúng nhưng mà phế vật hôm nay sao lại không giống trước kia? Bị thay thế, đầu bị kích thích, muốn phản kháng khiến người ta chú ý, trần du a một tiếng, thanh mai không che giấu được. Người đi nói cho mọi người một tiếng, nói mạc nam chết theo đuổi ca thần, đều đuổi tới nhất trung rồi. Không thành vấn đề, loại chuyện này, tôi làm được. Mạc bắt đi vào trường nhất trung, ngược lại cũng có thể cảm giác được ánh mắt bốn phía mà đến. Nhưng, trên đùi vẫn treo một âm thanh sữa nhỏ, không thể nói dừng là dừng. Ở chỗ này đi, tiểu ca ca. Khi tiếng nói nhỏ giọng vang lên. Đi theo phía sau, triều kiện kiện vẫn ngụy trang trốt cục thở phào nhẹ nhõm. Tiểu huynh đệ thật sáng suốt, đi tiếp về phía trước, ta cho dù có khăn quàng cổ, cũng không mang đi được 5 ca. May mắn, may mắn. Nào ngờ, câu tiếp theo lại là. Tiểu ca ca, ngươi cũng thích chơi game sao? Ca ca của ta cũng vậy, nếu không, ngươi chờ nhìn thấy ca ca của ta lại đi, hắn người này cũng liền chơi game lợi hại một chút, lớn lên đẹp trai một chút, rất nhiều người thích, những thứ khác không có gì. Hết chương này. Chương 9 Ca ca là hắn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 9 Anh trai là hắn Triệu kiện kiện ở bên cạnh nghe đến muốn nằm sát Tiểu huynh đệ, ngươi nói cho ta biết, ca ngươi như vậy cũng không được, còn muốn làm sao bây giờ có thể cho phàm nhân chúng ta một miếng cơm ăn hay không có bản lĩnh ngươi nói ca ca ngươi là ai mạc bắt không để ý tới người tháo khăn quàng cổ bên cạnh cúi đầu đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn đeo khẩu trang lời ít ý nhiều tôi còn có việc bốn chữ rất nhạt giọng nói nhỏ rõ ràng thất vọng vậy chúng ta có thể lưu lại phương thức liên lạc hay không đợi đến lần sau gặp mặt em có thể giới thiệu anh trai em cho anh. Mạc bắt ngước mắt nhìn xa xa, không giống như có người đến, đang do dự. Tiểu nãi âm lại nói. Ta lo lắng ca ca ta lại đem ta quên, nếu như vậy, ta còn có thể lại tìm tiểu ca ca. Mạc bắt nghe vậy, báo số điện thoại và uy chát của mình một lần. Giọng sử nhỏ nghiêng đầu, nghiêm túc thật sự nhớ kỹ. Mạc bắt thấy thế, mở cặp sách ra, rút một tờ giấy và một cây bút ra, viết phương thức liên lạc lên. Tiểu nãi âm cao hứng nhận lấy. Đúng rồi, tiểu ca ca, ta còn không có tự giới thiệu, ta gọi phong lâm, ngươi có thể gọi ta tiểu nãi lâm. Phong lâm. Sao cái tên này lại quen thuộc như vậy? Triệu kiện kiện còn đang hồi tưởng. Bên kia mạc bắc đã sách cặp sách lên, chuẩn bị đi. Đại khái là bởi vì một thân kia mang theo cấm dục cảm ăn mặc. Người của nhất trung chỉ nhìn chầm chầm mạc bắc, cũng không đồng loạt xông lên đương nhiên đây chỉ là một trong những nguyên nhân còn có một nguyên nhân chính là bọn họ đang chờ ca thần tự tay thu thập cặn bã này tôi nói phong nại phong đại thiếu gia kiên cậu thật sự không có ý định đi gặp tên công nam đến trường nhất trung chúng ta quấy rối hắn chính là hướng về phía cậu mà tới quan ảnh chập chờn chỉ nghe thân ảnh thon dài cao ngất kia nói một câu nhàm chán rồi lại cười một trận Ta đoán ngươi cũng có thái độ này, bất quá ngày mai, ngươi nên ở đây, cũng không thể để nhị trung cùng vọng như vậy nữa. Ngươi hỏi cũng không nhận được đáp lại, bất quá hắn rất rõ ràng tính cách đối phương. Chỉ cần không cự tuyệt, ngược lại đi lộ mặt, vẫn được. Vẫn còn. Chờ một chút, anh đang đi đâu vậy? Tìm ngươi. Người trong ánh sáng rốt cục lộ ra khuôn mặt kia, đáng tiếc là còn đeo khẩu trang màu đen, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt lười biến xa cách mang theo không kiên nhẫn. Về phần tìm là ai? Khi hắn rẽ vào góc, một giọng nói nhỏ mặc áo lông màu đen, trực tiếp vọt tới, ông lấy chân anh. Anh, anh đi đâu, em tìm anh đã lâu. Em lo lắng cho anh thay mẹ. Bóng người tự hồ là nở nụ cười, để trống một bàn tay, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn kia, âm cuối có chút lạnh. Phong tiểu lâm đồng học, ngươi muốn đem ta nói tất cả lời nói là cảm thấy tùy tiện đi loạn không cần bị đánh tiểu giọng sửa lắc đầu ta không có đi loạn ta nghe được trong điện thoại ngươi nói muốn đi đánh nhau ta là muốn đi ngăn cản ngươi đánh nhau nhiều không tốt lại kêu phụ huynh một lần mụ mụ lại sửa ngừng ngươi tiền tiêu vặt đệ đệ ta thật đúng là mưu tính sâu xa bóng người kia rất thờ ơ ngón tay sau khi đụng tới đồ vật trên tay đệ đệ dừng một chút đây là cái gì Tiểu nãi âm đoán không ra cảm xúc của ca ca hắn, thật vất vả có đề tài khác có thể trò chuyện, lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói. Đây là tiểu ca ca cứu mạng ta tặng cho ta, tiểu ca ca cũng rất thích chơi game, cho nên ta vì báo đáp phần ân cứu mạng này, ta dự định buổi tối mang hắn bay một phen. À, cứu ngươi một mạng thật đúng là thảm, kiếp sống trò chơi sắp kết thúc rồi. Hết chương này. Chương 10 Chớ bắt bắt đầu hành động bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 10. Mạc Bắc bắt đầu hành động những lời này đọc tiểu nãi lâm, nửa ngày không có chậm lại. Anh trai hắn từ trước đến nay không phải hôn. Nhưng mà, trên ui bồ không có fan nào không biết, ca thần là một đệ khống. Phong nại một tay cầm túi quần, tay kia búng búng tờ giấy. Chờ có cơ hội cảm ơn anh trai nhỏ này. Tiểu nãi lâm thật cao hứng hắn cảm thấy ca ca hắn cùng tiểu ca ca nhất định có thể hòa bình ở chung dù sao hai người này đều đẹp trai như vậy sự thật chứng minh tiểu nải lâm đích xác vẫn là một hài tử lão đại trường nhất trung và lão đại trường nhị trung làm sao có thể chung sống hòa bình dùng thiên địch để hình dung không thể chuẩn xác hơn lúc này mạc bắc đã đi ra khỏi nhất trung triều kiện kiện chỉ muốn dùng kỳ tích để hình dung hành trình này mà nhất trung bên này các cô gái lại đang nhìn thấy đứng ở cửa trường học bọn họ băng sơn mỹ thiếu niên lúc lề mề không muốn đi tới gần mạc bắc một chút mặt sẽ ửng đỏ dù sao người cũng quá đẹp trai chủ yếu là khí chất đạm mạc làm cho người ta động tâm triệu kiện kiện đều nhìn trận tròn mắt trước kia bọn họ tới trường trung học cho tới bây giờ cũng chưa từng được đãi ngộ như vậy đáng tiếc không thể hưởng thụ nữa ở lại nữa Người của trường nhất trung kịp phản ứng, nhất định sẽ đem hắn cùng Nam ca hắn đặt ở đây, có thể đánh mạnh. Nam ca, chúng ta đi ăn một bữa thế nào, chúc mừng một chút, 10 năm qua, nhị trung lần thứ nhất đánh bại nhất trung. Đây tuyệt đối là niềm tự hào của hai người bọn họ. Mạc Bắc nhìn thoáng qua di động. Không, tôi còn việc. Nguyên lai like vừa rồi ngươi cùng tiểu nải âm nói không phải ngươi chạy trốn lý do sao. Triệu kiện kiện có chút mơ hồ. Mạc Bắc lại muốn thở dài, cuối cùng ngẫm lại thôi. Ngày mai gặp, ngày mai nhất định gặp, nhất trung không phục, phải hẹn lại. Triệu Kiện Kiện muốn hô những lời này lên, bất đắc dĩ địa điểm không đúng lắm, chỉ có thể nhìn anh Nam của mình càng chạy càng xa. Kỳ quái, sẽ có chuyện gì? Đối với Mạc Bắc mà nói, quả thật là một đại sự. Đó là chuyển nhượng. Điều này đối với tuyển thủ esports chuyên nghiệp mà nói, tầm thường cũng không tầm thường dù sao nếu chiến đội đối xử tốt với mình không ai muốn chuyển nhượng đương nhiên cũng có những tình huống khác ví dụ như gặp phải sự phát triển tốt hơn nhưng anh mạc nam của cô cũng không phải mà là bị tính toán xa lánh hoàng hôn câu lạc bộ tô hy câu lạc bộ này ở gần nhị trung bất quá là gần quần thể kiến trúc của công ty hơn câu lạc bộ quản lý vương tuấn đã sớm nhìn phiền mạc nam tùy tiện một cái giá liền đem người cho bán không ngờ còn có chiến đội khác thu nhận anh, tôi thấy đối phương không biết chiến tích của anh. Vương Tuấn ngay cả xem cũng không có xem hợp đồng nội dung, đem tên ký. Thật sự lăn lộn không nổi nữa, có thể lại trở về, người khuôn mặt này đánh trận đấu không được, vẫn là rất thích hợp truyền hình trực tiếp, làm chút khôi hài video gì đó, nói không chừng còn có thể nổi tiếng. Nói như vậy, đối với một tuyển thủ esports chuyên nghiệp mà nói, quả thực chính là khuất nhục. Uông Đông Đông ở bên cạnh nghe mà nắm chặt tay, tức giận thì tức giận, hắn lại sợ không phải chủ lưu nhìn không được, trực tiếp nổi bảo ở hiện trường. đến lúc đó lên mạng lại là điểm đen, đó thật đúng là vạn kiếp bất phục. Sau khi sắp xếp lại cảm xúc, Uông Đông Đông vừa định khuyên đối phương bình tĩnh một chút, lại thấy thiếu niên đã đứng lên, tự như công tử thế gia, đưa tay tiếp nhận văn kiện, nhẹ nhàng cười, đè thấp tiếng vang. Chiến đội ngươi quản lý, không đáng để ta trở về. Vì nhường đường cho cháu trai bảo bối của ngươi, ngươi ngay cả ngôn luận ta là công cũng có thể bị ra, vương kinh lý đều là một vòng tròn, chúng ta sẽ gặp lại sau này. Hết chương này.